Chúc cả nhà ngày đầu tháng thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống nha Hôm nay mình lại tiếp tục xuống chùa của thầy để lễ Phật và mua một số đồ thực dưỡng ạ Đây là chị gái của mình nha Đó thì đây là gian hàng thực dưỡng của thầy đấy Nhiều bạn thắc mắc là không biết mình bán đồ của thầy thật hay là đồ giả Thì xin cả nhà hãy yên tâm nhé Nói chung là mình thường xuyên xuống để lấy đồ trực tiếp Nếu không thì công ty sẽ gửi hàng về Còn không nữa thì em trai của mình á mỗi tuần đều xuống chùa hai ba lần để lấy trực tiếp đồ về để bán nha hôm nay là đầu tháng nên là tương đối là đông đó thì chị gái mình là lần đầu tiên xuống chùa đây này bà rất là hào hứng mua một lúc mấy triệu tiền đồ luôn đấy ạ hôm nay là bà nhịn ăn tới ngày thứ ba rồi đấy mà bà vẫn rất là khỏe nha đi lại bình thường ngồi xe ba chục cây số không có say xe gì hết cả nói chung là rất là khỏe luôn đấy đây là cái cốm ống gạo lứt này Cái cốm này ăn rất là ngon nha Giòn ngon lắm Hôm qua mình có ăn thử rồi đấy Đó đầy đủ các sản phẩm thực dưỡng Không thiếu một cái gì hết nha Cả nhà có điều kiện thì mình xuống Mình mua trực tiếp cũng được Hoặc là mình mua qua em hoặc là trên trang của em á là hàng chuẩn hết nha cả nhà cứ yên tâm khi mà cả nhà xuống chùa thì hãy ở lại ăn một bữa cơm ở của chùa xem là cái cảm giác nó như thế nào nhé đồ ăn nấu rất là ngon chuẩn chay thực dưỡng luôn ạ. đó đây là cái loại à, sữa gì á mình cũng không rõ luôn đấy để mua thử với coi nó là loại gì nha còn này là tamari thì cả nhà quá quen thuộc rồi đúng không ạ tamari với sắn dây thì quá quen rồi đây là cái bàn lâu năm cả nghìn năm tuổi chồng mình rất mê đồ gỗ nên cứ xoa suýt này sau khi lấy đồ xong cả nhà ra ăn cơm chay